Vào sáng nay 11 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố tại khu căn hộ Vinhome Time City. Chương trình được xây dựng với nhiều lực lượng cùng tham gia, góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân và ban quản lý các tòa nhà cao tầng, nhất là vào thời điểm cuối năm. Tình huống giả định là trong quá trình đun nấu tại quầy bếp khu vực shop house tầng 2 tòa nhà, do đầu bếp sử dụng lửa quá to, lửa bùng lên gây cháy, chập hệ thống điện. Nhân viên bếp hoảng loạn, chen nhau thoát nạn, xô đẩy, làm đổ vỡ các kệ đồ, gây cháy lan trên diện rộng. Hệ thống chữa cháy tự động của cơ sở không được kích hoạt do đang trong quá trình kiểm tra bảo dưỡng. Do vận tốc cháy lan lớn nên trong thời gian ngắn, đám cháy đã phát triển nhanh, mật độ khói dày đặc tỏa ra xung quanh và lên các tầng, đe dọa tính mạng của hàng trăm người dân có mặt tại tòa nhà. Nhận được tin báo, Công an thành phố đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ cùng 15 xe các loại đến hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy, đưa những người mắc kẹt xuống dưới an toàn. Lượng cơ sở triển khai lực lượng rất tốt, các cái phương tiện trang thiết bị để phục vụ chữa cháy tại cơ sở như nguồn nước, như các hệ thống báo động, như huy động lực lượng của tại chỗ là tôi đánh giá là Time City là làm tốt. Thứ hai là các cái lực lượng phối hợp là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an quận, của công an thành phố, của các lực lượng như giao thông vận tải và các lực lượng khác thì cơ bản là chúng ta đã có cái sự phối hợp rất hiệp đồng. Và một cái việc nữa cũng quan trọng là đánh giá cái sự điều hành chỉ huy của tại chỗ. Chúng tôi trong cái buổi diễn tập này thì đã phối hợp với công an quận Hoàng Mai cũng như là công an thành phố của thành phố diễn tập đám cháy để ra một cái kết quả rất tốt đẹp như ngày hôm nay. Đó cũng là một cái phần để góp đảm bảo an ninh an toàn cho cái khu đô thị trong cái công tác phòng chống cháy nổ. Người dân ở đây sẽ rất yên tâm khi mà được chứng kiến cái lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng cơ sở chữa cháy để triển khai cái phương án nhanh chóng dập tắt trong đám cháy. Cuối năm là thời điểm dễ xảy ra các sự cố cháy nổ. Buổi diễn tập được triển khai trên quy mô lớn cấp công an thành phố đã giúp người dân, ban quản lý tòa nhà và đội chữa cháy cơ sở nâng cao kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh.